Mưa lũ trong những ngày qua đã làm cho huyện miền núi Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề, nhiều nơi vẫn đang trong tình cảnh cô lập do nạn sạt lở núi gây ra. Ngay khi lũ rút, địa phương này dù đang bộn bề khắc phục hậu quả mưa lũ, nhưng vẫn có nghĩa cử cao đẹp khi vượt núi, băng rừng, đưa hàng tiếp tế đến với người dân tỉnh bạn xã Trà Vân, huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam, đang bị cô lập nhiều ngày do sạt lở núi. Một tấn gạo, 200 thùng mì tôm, 50 kg cá khô, cuốc, sản, xà ben sử dụng thông đường của dân vùng sạt lở núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành nguồn hàng cứu trợ giá trị đối với người dân thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khi mà hàng trăm hộ dân nơi đây đã bị cô lập dài ngày chia sẻ khó khăn trong thiên tai đã trở thành câu chuyện xúc động vun đắp thêm tình đoàn kết ở các bản làng vùng cao vốn còn lắm khó khăn này